Hiệu trưởng Đại học Harvard Claudine Gay hôm 2 tháng 1 cho biết bà sẽ từ chức sau thời gian 6 tháng tại nhiệm trắc trở vì bị cáo buộc đạo văn và chịu phản ứng dữ dội sau phát ngôn của bà về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. Tại phiên điều trần, bà Gay và nhiều hiệu trưởng đại học khác bị chỉ trích vì đã không có phát ngôn xác quyết rằng những lời kêu gọi diệt chủng người Do Thái là cấu thành hành vi bắt nạt và quấy rối trong khuôn viên trường. Bà Gay, hiệu trưởng da đen đầu tiên trong lịch sử 388 năm của Harvard, đã chịu áp lực phải từ chức trước cộng đồng Do Thái của Harvard và một số thành viên quốc hội vì những bình luận của bà. Đồng thời, trong những tháng gần đây, bà cũng phải đối mặt với một số cáo buộc đạo văn trong công việc học thuật. Trong một lá thư gửi cộng đồng Harvard, bà Gay cho biết quyết định từ chức của mình là khó khăn chẳng ngôn từ nào diễn tả được. Bà viết, sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên tập đoàn Harvard, tôi nhận thức rõ rằng việc mình từ chức là vì lợi ích tốt nhất của Harvard để cộng đồng của chúng tôi có thể tìm cách vượt qua thời điểm đặc biệt thử thách này bằng cách tập trung vào tổ chức chứ không phải bất kỳ cá nhân nào. Tập đoàn Harvard là nhóm quản lý đại học Harvard gồm 11 thành viên. Trong một email gửi cộng đồng cho biết, các thành viên đã chấp nhận đơn từ chức của bà Gay trong tâm trạng muộn phiền. Họ cho biết giám đốc học thuật của trường, ông Alan Gabber, sẽ đảm nhận vị trí hiệu trưởng lâm thời. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.